Xin chào quý vị các bạn. Trên hình các bạn thể thấy đây là điện thoại Q Smart S16 đang có mặt tại Di động Cao cấp .vn. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần chân sạc của điện thoại Q Smart S16, lỗi hỏng, sạc không được, sạc chập chờn lúc nào cũng không. Quý vị vui lòng mang máy qua các địa chỉ của Di động Cao cấp .vn. Hiện nay Di động Cao cấp .vn đang có sẵn tất cả các linh kiện của điện thoại Q Smart S16 nói chung và phần chân sạc của Q Mobile S16 nói riêng của quý hàng. Quý hàng chỉ cần liên hệ 024 66 75099, kỹ thuật viên tại Di động Cao cấp .vn sẽ tư vấn và hướng dẫn chi tiết nhất vì các bạn. Thông thường cái phần chân sạc rất là khó hỏng, nhưng khi chúng ta sử dụng sai chân sạc làm cho gãy phần chân sạc này và cho máy không nhận sim. Còn ngoài ra thì rất hiếm các lỗi liên quan chân sạc của Q Smart S22. Thì cụ thể hơn, chi tiết hơn thì dịch vụ thay mới chân sạc điện thoại Q Smart S22. Quý hàng vui lòng truy cập website www.di động cao cấp.vn. Còn liên hệ 024 66 75099, kỹ thuật viên tại Di động Cao cấp .vn tư vấn hướng dẫn cụ thể hơn thì các bạn.